đảm bảo việc đánh giá mang tính hòa nhập và dễ dàng. Tên tôi là Lisa Pilla, tôi là giảng viên về thời trang tại khu học xá Bailey thuộc trường Thép ở phía Nam thành phố. Tôi là giảng viên kỹ năng tiên tiến bậc 2. Tôi chủ yếu dạy cho chương trình lấy bằng diploma và diploma bậc cao về thiết kế và kinh doanh thời trang, đặc biệt là về thiết kế và không gian tạo hình. Tôi nghĩ rằng việc tách bài tập ra từng phần thực sự có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong các môn học của tôi, đòi hỏi phải sáng tạo, linh hoạt. Vì thế, kết quả thiết kế thường thực sự phụ thuộc vào quá trình sáng tạo của từng cá nhân sinh viên, khác với việc mọi người cùng làm việc để hướng đến một mục tiêu cuối cùng giống nhau. Tôi nghĩ nó thậm chí cũng không giống như kiểu sinh viên có thể theo gương những sinh viên khác, vì các em theo con đường sáng tạo thực sự khác nhau. Vì vậy, tôi nghĩ việc tách các bài tập thành những phần có thể quản lý được, rồi hướng dẫn kèm các em trong quá trình này thì thực sự là hữu ích. Với một vài sinh viên, ngôn ngữ là một thách thức với các em. Có em đọc khó, có em đơn giản là cần một vài sự hỗ trợ để diễn đạt ngôn ngữ. Vì thế, trong gói chương trình đào tạo của chúng tôi, cũng như trong các môn học, có một vài ngôn ngữ trong đó mà sẽ thật sự hữu ích cho sinh viên. Nếu chúng tôi áp dụng cách tách nội dung ra cho các em khi chúng tôi giao bài tập đánh giá, thì cũng cho các em tài liệu bổ trợ và mẫu để có thể giúp các em trả lời những câu hỏi chính liên quan đến ngành học của các em, đồng thời giúp cho kết quả đánh giá của các em. Tôi cũng áp dụng một vài phương pháp khác nữa. Tôi có một sinh viên mà tôi hỗ trợ bằng cách ghi hình lại các bài giảng của tôi. Nhiều giảng viên của chúng tôi trong khoa thời trang cũng áp dụng những phương pháp này. Trong trường hợp cụ thể sinh viên này, tôi ghi hình phần trình diễn tạo hình, rồi sau đó tôi đăng video đó lên Blackboard để tất cả các em sinh viên có thể vào xem. Ngoài ra, tôi cũng gửi trực tiếp video này vào điện thoại của em sinh viên đó để khi em đó đang làm về phần tạo hình thì có thể dừng lại và xem video này ngay trên điện thoại của mình trong quá trình làm bài tập. Một vài sinh viên của chúng tôi gặp khó khăn về trình bày. Và trong ngành thời trang của chúng tôi quyết định, và như các bạn biết đấy, chúng tôi cần phải trình bày sản phẩm cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi phải có khả năng trình bày và quảng bá sản phẩm của chúng tôi. Và đó là một phương pháp đánh giá liên quan mà chúng tôi áp dụng. Nhưng tất nhiên là rất khó cho một vài sinh viên, khó cho bất cứ ai đứng trước lớp học và chia sẻ kết quả của mình. Và không phải lúc nào cũng tốt cho sinh viên. Đó, nếu như các em không tập trung vào việc chia sẻ kết quả học tập và thảo luận việc học mà lại quá tập trung vào cảm xúc, lúc đó rất lo lắng, hồi hộp vì đang phải đứng trước lớp. Trong những hoàn cảnh như vậy, chúng tôi hoặc là tổ chức trình bày một cô một trò, nghĩa là sinh viên sẽ trình bày trực tiếp cho tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ, như các bạn biết, sẽ thật là hữu ích nếu các em sinh viên sẵn sàng có thêm một vài sinh viên khác có mặt cùng, làm thật sự tự nhiên tại bàn hay trước một màn hình máy tính, vì mục đích của việc có thêm sinh viên khác dự là để nghe góp ý nhận xét. Việc tổ chức môi trường lớp học, trong đó tất cả sinh viên cảm nhận được mình hòa nhập và hỗ trợ, là thực sự có hữu ích cho sinh viên cần thêm sự hỗ trợ. Video này được sản xuất phục vụ cho chương trình nâng cao nhận thức hỗ trợ sinh viên khuyết tật trong kho tư liệu VET. Để có thêm thông tin, truy cập vào địa chỉ www.disabilityawareness.com.au.